béo béo giữ được Corin này. Còn ba của mình không hề gì cho mình đấy cả. Một vàng kem, con Viking không thể được gì được. Còn kem chấp được một kem. Thì lẽ đây là kết thúc một trận đấu này rồi. Rất khó chịu. Vâng, kem rất hiệu lực. Một vàng kem nữa. Còn một Benzi. Và bây giờ thì hết energy scan rồi và không quan trọng rồi. Tăng cũng đang rất bá đạo. Và tan Pestering rồi. Viking lao ra thì đối khó ở Marine rồi. Thêm Banshee đang được trên ra cho lên Ken. Hai bên đều đang phải như đang rất khó khăn rồi. Turret được xây Monster đây là có lẽ là một màng. Vâng, vài kinh suýt nữa bị tiêu diệt. Vâng, bây giờ số lượng SCV đã bằng nhau. Và scan và ship tăng của bác Sơn tiêu diệt. Benzi nữa đem vào đã lốc rồi. Đã có Turret đây và vâng, đổi một Benzi lấy một Viking. Thêm scan nữa từ phía lưng Ken. Vâng, chỉ cần con Benzi thì tiến lên một chút thôi để scan của bác Sơn. Hai bên đều đang rất cẩn thận. Our SCVs are under attack. Base is under attack. Mid micro rồi. Bây giờ thì đối phương không còn tăng nữa. Thoải mái mà tăng hơi phá cái băng cờ này thôi. Rất khó chịu. Vâng, SCV xây Turret lại bị tiêu diệt rồi. Turret cuối cùng cũng đã được hoàn thành và con Banshee được tiêu diệt. Lên Ken hiện giờ đã ngừng sản xuất Banshee thì phải. Hiện giờ chỉ còn mua lên tank cho anh ấy. Tiếp tục scan. Hai bên scan nhau để combat liên tục. Bây giờ thì có vẻ như lên Ken cũng đã hết scan cho mình rồi. Một giải pháp lâu dài hơn đó là vâng, chỉ có một tăng thôi mà đã dọa được lên Ken lùi về rồi. Tầm bắn của tăng này không về vị trí này các bạn. Có khoảng cách ở đây. Một pha scan đã. Vâng, để lấy sai thì lên Ken sử dụng Banshee, còn Viking là lựa chọn của Park Sơn. Có vẻ Starport của anh ấy mới được xây lại. Đau vào rồi. Tăng hãn xít có vẻ đây không phải lực lượng làm tốt rồi. Tăng di chuyển ra ngoài một phút để công được vào hai xít tăng đứng phản. Tăng được tiêu diệt. SCV cũng đang repair cái tăng này rất là thành công. Thêm những pha scan. Rất căng thẳng. Hai kiếm thủ của bé đang xin được chân run. SCV đang cố gắng tiếp về tăng này rồi, rất thành công. Giữ được tăng này rồi. Rất hay. Check qua income thì hai bên số lượng SCV là 3940, cũng tương đương nhau. Đây là thời điểm rất là quan trọng. Hai bên đều đang và lên Ken thừa tới 3000 tiền. Và cuối cùng thì lên Ken đã rút lui, rút khỏi vị trí. Và nhiều khả năng là đội quân của Ken đã đùn về đây. Tiến tiếp không được rồi. Thêm fast scan. Block Banshee lao lên rồi. Có vẻ như Viking đã tiêu diệt bởi Viking. Bây giờ thì vâng,
thằng Banshee vẫn sống sót. Nhưng Marine lên kem cũng chạy toán loạn và cũng hội tiêu diệt hết sạch rồi. Thêm một pha scan nữa. Sơn có một Viking đây, scan một đoạn đạn và Banshee tiêu diệt. Vâng, không rút lui được rồi. Bây giờ thì hai bên sẽ macro với nhau, có vẻ như lên cái macro hơi yếu khi mà hiện giờ anh ấy vừa tới 3.000 tiền. Trong khi đó Park Sơn đã sắp hoàn thành Command Center thứ 3, rất tốt. Hai bên chưa có những upgrade nào, chưa có một upgrade nào cả. Đánh khá là... có vẻ như là income của Bắc Sơn vừa bị yếu đi một chút do SCV để auto repair ở ngoài này. Vâng, ăn mỏ 3 ngay. Bây giờ thì lên kem đang xây có một center lên rách. Có vẻ như lên kem có quá nhiều idle SCV, 5 SCV đứng chơi. Add-on complete. Xây trong nhà thì cứ thoải mái chơi bời. Đây là vị trí rất khó chịu khi mà ở vị trí nếu mà lên Ken xây nhà sát ở phía ngoài thì lên Bắc Sơn hoàn toàn có thể cắm tăng ở phía này và phá nhà của đối phương. Tầm nhìn cực hơi khó chịu một chút. Sensor Tower. Và bây giờ anh ấy có thể phát hiện đối phương rồi. Banshee đang sang nhưng ở đây đã có turret, rất nhiều turret đây. Vâng, nếu cũng lựa chọn vị trí và thì hoàn toàn có thể harass SCV rất thoải mái. Vâng, vài cây xuất hiện. Cái tầm bắn của turret nhỏ hơn tầm phát hiện tàng hình một chút nên là mặc dù không bắn được nhưng vẫn có khả năng phát hiện tàng hình. Vị trí xây cái sensor tower của Lion Ken hơi khó hiểu khi mà hầu như tầm nhìn của cái sensor tower okay, phát hiện complete. Là nằm trong nhà của anh ấy, không nên chỗ nào hết, nên xây thoái ra phía ngoài về phía mà đối phương có thể có hướng tiến công đối phương ở đây. Chúng ta cùng xem có bao nhiêu idle SCV đây, 3 SCV để chơi. Terran của chúng ta, Lion Ken, có rất nhiều factory, có tech lab để... Vâng, như vậy là có thể là anh ấy đánh Marine tăng nhưng lại có rất nhiều là mech unit, đó là xích tăng. Vâng, bây giờ thì Bắc Sơn vừa tiến quân lên đã bị hai xích tăng cắm phía trên. Vâng, lại có tăng, hai tăng nữa ở đây rồi. Và tiến công này của Bắc Sơn không hiệu quả rồi, đi vào chết hết rồi. Vâng, Bắc Sơn nói là anh bị lag nên là tiến công vừa xong rồi, có thể nói là khá khó hiểu. Tuy nhiên army supply của Bắc Sơn vẫn đang rất là cao. Không phải là worker supply chứ không phải là army supply vẫn rất nhiều rồi. Đẻ SCV ở Bắc Sơn rất là đều. Vâng, chỉ cần có Banshee là lấy sai thôi. Không cần. Thêm một Banshee nữa, block và lao lên. Thêm một Banshee kèm. Nếu Bắc Sơn lao lên thì bây giờ Bắc Sơn đã ăn
Xin Morin đã lao lên, có lẽ là lag chăng, sao như xử lý của mà hiệu quả nhưng vẫn còn bốn chiếc răng phía sau. Quỳnh không thể lao lên với nhau như này được. Vâng, có lẽ đây là game online chưa được banh đây. Missile turret đã bị tăng bắn bỏ và bây giờ có vẻ macro của con sơn rất là tốt, giờ income rất ổn định, 72 SCV cùng với đó là quân ra liên tục. Vâng, hai bên toàn là những chấm chấm đỏ. SCV ready. Là những pha hiến máu ở lên gen thì Morin mới lao thẳng lên chảy cối. Command Center nữa cho lên gen được xây. Mổ ba anh ấy cũng đã xây Planetary Fortress chứ không phải là một SCV của Park Sơn cũng đã đi xây mỏ thứ tư ở góc 6 giờ. Park Sơn đang tiến dần tăng lên phía trước rất hiệu quả, nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trên không với Viking như này là Park Sơn có thể liên tục tiến tăng được. Giờ lên Ken đang bị supply kép một chút, nãy giờ hình như supply của anh ấy vẫn như vậy. Vâng, lên Ken ra quả rồi. Và bây giờ là Senaga Tower, Viking đã hạ cánh cạnh sức tăng và tăng Tower của Lên Gan lên khóa. Bây giờ người kiểm soát Senaga Tower là Park Sơn. Vâng, vừa đặt Turek lên khóa ngay. Và Rack được đem đi lên khoai của Lên Gan. Hiện nay thừa rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể thay thế Barak đó bằng Viking. Tiếp tục tiến tăng. Tăng của Lên Ken. Ken đã đáp trả tiêu diệt một tăng của Park Sơn rồi. Rất căng thẳng. Có lẽ là game này còn phải kéo dài 10-15 phút nữa. Trong khi tôi nghĩ là ban đầu nếu Ken nào vào ngay thì anh ấy rồi. Khi mà anh ấy có số 3 Banshee liền. Vẫn nước tiền tăng trước rất thành công của Park Sơn. Supply đã vượt tới 6 supply rồi. Mỏ thứ tư đi vào hoạt động rất ổn định. Lên Ken thì chưa có mỏ thứ tư. Main bay anh ấy đã cạn kiệt cả mineral cả ga rồi. Tin cặm hiện tại thì Park Sơn hơn một chút, và hơn rất nhiều về ga. Quan trọng là ga rất quan trọng về VT. Upgrade lên Ken, upgrade rất đều cho Morin. Nhưng rất buồn là anh ấy đến cả Basil chưa nâng cấp. Vâng, bây giờ anh ấy bắt. Vâng, tăng của tăng Park Sơn lao lên rất chơi tối. Tăng Ken và tăng trên đường Ken đã bị phá và bây giờ công trình ở ngoài này sẽ bị lôi lên. Liên tục scan nhau, không biết ai scan luôn. Vâng, là quan sát từ phía của một player đó là Park Sơn, hiện giờ anh mắc sắp lại rồi. Còn từ phía luôn Ken thì rất đang có phút sau. Anh ấy vừa có Thor đầu tiên của mình để đẩy lùi Viking của chủ. Vâng, vẫn tiếp tục tiến máu Morin. Hai game thủ có lẽ là đang rất căng thẳng. Vàng cũng đã được Park Sơn bắt đầu xây dựng.
vì mỏ thứ hai ấy cũng đã cạn kiệt rồi và lên Ken có lẽ cũng cũng vậy, nên tiến hành ăn mỏ ngay thôi. Hai liền của Bắc Sơn chiếm một mỏ trên, không ngờ đối phương expand giấu kho liệu xuất hiện kịp hay không. Vâng, hết sai rồi, tăng bắn rất đau và kho vừa xuất hiện trên này. Rất khó chịu, bắn tắm ở dưới, ép ở dưới như thế này. Tiếp tục scan nhau. Vâng, bây giờ thì mỗi bên có rất nhiều orbital command để scan rồi. Vâng, một factory chết trên không. Bây giờ ba Viking lao ra, liệu có làm được mùa xuân? Có lẽ là khó, bởi vì bốn Viking phía trước hết máu, có hai Viking phía sau. Vâng, rất nhiều Viking lao ra. Vâng, đây là lúc mà lên nghe được tiếng xuân đây. Lao lên, không sợ gì hết. Các phi công trẻ. Vâng, thêm Viking của Bắc Sơn. Được rồi, các phi công trẻ này. Vâng, rất bắn nhau liên tục. Đội bay của hai bên lao vào nhau. Vâng, có vẻ như phần thắng sẽ thuộc về Lion Ken rồi. Nhiều máy bay hơn, hai bên không có upgrade. Hai bên kiểm soát map rất, Bắc Sơn kiểm soát map rất là tốt. Và thế đang ăn mỏ liên tục, các mỏ liên tục được xây dựng. Planetary Fortress ở những mỏ xa khó defend. Lên Ken đang rất đuối và anh ấy phải bay một Orbital Command ra và đã bị phát hiện bởi Helion đây rồi. Có lẽ là Helion di chuyển vào bên trong thì cũng không hạ cánh được. Nhưng hạ xuống rồi thì... Vâng, Giang xích tanh lao lên và được SCV chặn giữa đường rồi. Lên Ken số lượng SCV còn 47 và chỉ còn khai thác mỏ 3 mà thôi. Bây giờ thời điểm Bắc Sơn tiến vào mỏ 3 của Lên Ken, mỏ còn hoạt động duy nhất của anh ấy. Bắc Ken. Lại scan nữa. Orbiter Command nổ tung tóe và bây giờ lên Ken đang rất khó khăn. Vâng, thêm một pha scan của lên Ken để xem có tiến ở phía trước hay không. Tăng đã ăn xít, vâng phải ăn. Ăn xít tăng thì phá đá rất là nhanh. Một pha scan, vâng tầm nhìn của lên Ken. Vâng, bây giờ thì được rồi, tăng đã lấy một kỳ kiểm áp như này rồi. Fortress, nếu thế mất cùng bè, mà chạy hết SCV. Có lẽ anh ấy sẽ làm một pha all-in. Vâng, chính xác là như vậy. Lao thẳng lên, bây giờ là lúc tăng suýt lên và đặc biệt được bắn ạ. Vâng, có me bé bé. GG. Vâng, chúng ta cùng nhìn chân tay của các chiến sĩ Marine. Đâu hết rồi, các em cố gắng trông quá, mất nhanh quá. Full game.